Lâm Vĩ Dạ đi làm nhưng không tìm kiếm hào quang, 40 tuổi sẽ buồn bỏ đi tu, mở nhà hàng chay. Em mê nhất là mở tiệm cơm chay đó chị. Nếu mà sang hơn chút thì em sẽ mở nhà hàng chay. Em sẽ mở thêm một cái quán cơm chay không đồng. Lâm Vĩ Dạ đã có mặt trong chương trình Trà Chiều với Mợ Chảnh cùng Lý Nhã Kỳ. Tại đây cô có dịp tâm sự nhiều hơn về cuộc sống, hôn nhân và những dự định của bản thân trong tương lai. Đến nay Lâm Vĩ Dạ và ông xã Hứa Minh Đạt đã hơn 10 năm làm vợ chồng và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, lần lượt là Bánh Mì, Xá Xị. Tuy nhiên trước khi viên mãn với mái ấm nhỏ này, thực chất nữ diễn viên cùng chồng đã từng trải qua rất nhiều khó khăn. Lâm Vĩ Dạ nhớ lại thời còn chủ động tiếp cận ông xã. Tôi chưa từng nghĩ mới 19-20 tuổi mình đã lấy chồng. Tôi là người chủ động quen anh Đạt. Dù tôi không tỏ tình, nhưng hành động của tôi đã khiến anh ấy đủ hiểu. Mỗi ngày tôi đều qua nhà anh ấy nấu cơm, dọn dẹp để chứng minh mình là người phụ nữ giỏi giang và đảm đang. Đây là căn nhà nhỏ mà cha mẹ cho anh ấy ở riêng. Tôi cứ qua dọn dẹp trong 1-2 năm trời, thậm chí tôi còn trà toilet, chuẩn bị đồ đạc để cúng kiến. Khi cha tôi cho tiền sắm đồ Tết, tôi lấy tiền đó sắm cho ảnh. Khi chính thức thành vợ chồng, Lâm Vĩ Dạ mới dần đối mặt nhiều khủng hoảng hơn. Thời điểm mang bầu vì không có kinh tế dư giả nên cô phải ăn cháo gói, mì gói. Lúc ấy Hứa Minh Đạt cũng gặp khó khăn trong công việc nên lo cho vợ bầu rất chật vật, áp lực. Vì vậy Lâm Vĩ Dạ không dám đòi hỏi thêm ở anh. Hậu sinh đỡ để có tiền trang trải cuộc sống, Lâm Vĩ Dạ đi làm kiếm tiền đỡ đần với chồng. Có khi quay xong còn phải vào bệnh viện chích thuốc, truyền nước biển. Nhưng không dám cho nhà sản xuất biết bởi lo sợ có thể bị đuổi vì làm ảnh hưởng đến chương trình. Chính áp lực phải đi làm ấy đôi lúc khiến Hứa Minh Đạt trách vợ vì cô không có thời gian cho các con. Lúc tôi làm nhiều, tôi với anh Đạt cứ cãi nhau hoài. Tôi sợ một ngày nào đó mình không thể kiếm được nhiều tiền. Tôi không giỏi tính toán, không biết kinh doanh. Tôi chỉ biết làm nghệ thuật, nhưng sự đào thải của ngành này vô cùng khắc nghiệt. Tôi hay nói vui là tranh thủ còn thời, mình hãy cày kiếm tiền. Đến lúc hết thời, mình còn có tiền trang trải cho cuộc sống. Nói về chuyện tương lai, Lâm Vĩ Dạ tiết lộ dự định đặc biệt. Tôi đi làm lúc nào cũng nghĩ để có tiền nuôi con, chứ không tìm kiếm sự hào quang và sự nổi tiếng. Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay không đồng. Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu tại gia. Lâm Vĩ Dạ quan điểm không tin vào hạnh phúc vĩnh cửu. Dù rằng cô hiện có một mái ấm gia đình hạnh phúc, nữ diễn viên giữ cho mình một tâm thế mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu mọi thử thách đến với mình. Tôi không tin điều gì sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi luôn giữ bản thân tâm thế, nếu có điều xấu nhất xảy đến, tôi vẫn là chỗ dựa cho các con. Dù là nghệ sĩ, bận rộn với lịch trình làm việc, song có thể thấy đúng như những gì Lâm Vĩ Dạ chia sẻ, cô luôn là người hướng về gia đình. Trên trang cá nhân của mình, Lâm Vĩ Dạ vẫn thường xuyên chia sẻ về các con. Mới nhất, cô bày tỏ niềm tự hào khi sau giờ học bé Bánh Mì tự đi siêu thị, nấu ăn để chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Lâm Vĩ Dạ cũng từng tâm sự cho biết ấp ủ dự định sinh con gái. Cô lên kế hoạch mong muốn sinh đôi, hai bé gái vào tháng 9 năm 2023. Hiện tại, những chia sẻ của Lâm Vĩ Dạ vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bày tỏ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!